Anh nói anh, hình như là các cổ đông và các nhân viên trong công ty có vẻ tức giận với quyết định của anh. Toàn là những ông già bà cụ hết thời, đã đến lúc cho họ nghỉ ngơi rồi. Lần này nếu chúng ta mạnh tay, nhất định họ sẽ làm căng. Tôi e rằng... Cậu yên tâm, họ chẳng dám làm gì đâu. Chuyện này là sao hả anh hai? Sao lại đuổi hết những người có thâm niên của công ty vậy? Chúng ta là công ty về trang sức và đá quý, sự trẻ trung và sáng tạo là điều cần thiết phải có. Những người đó đều đã lớn tuổi, chậm chạp, lại không dám đổi mới, nên làm gì không còn hiệu quả nữa. Em biết đổi mới là cách để phát triển, nhưng không cần đến mức phải tuyệt tình thẳng tay đuổi hết những người đã từng gắn bó với công ty như vậy. Chúng ta không nên sống thiếu tình người như vậy anh à. Anh làm gì cũng có lý do của anh. Thật ra những người bị giảm biên chế là những người đã bộc lộ sự yếu kém, họ không còn khả năng làm việc nữa. Anh hai hãy cho họ một cơ hội đi. Em tin với sự nhiệt huyết của mình, họ sẽ cố gắng làm việc mà. Cứ chờ đợi họ tiến bộ sẽ đồng nghĩa với việc công ty ì ạch, trì trệ. Vì lợi ích của công ty, anh đành phải làm như vậy. Em hãy tin anh, việc anh làm tất cả chỉ vì muốn tốt cho công ty. Em thật sự không thích cách làm việc thiếu tình người này của anh. Nếu như mà ba còn sống, nhất định ba sẽ không làm như vậy đâu. Alo. Dạ tôi hiểu rồi. Mọi việc anh cứ yên tâm. Anh nhớ giữ gìn sức khỏe. Có gì không chú? Tôi mới vừa nhận được một đơn hàng đặt hàng lớn, rất có giá trị. Trong thời gian tới, chúng ta sẽ tiến hành sản xuất với số lượng lớn. Cậu hãy lên kế hoạch để xúc tiến việc này nghe. Một hợp đồng lớn sao? Chú có chắc về hợp đồng này không? Cậu yên tâm đi. Đây là đối tác làm ăn lâu năm của chúng ta. Họ cũng là những người bạn thân thiết của chủ tịch, nên họ muốn giúp chúng ta. Vậy thì tốt quá. Nhưng nếu hợp đồng quá lớn mà chú lại muốn sản xuất trong thời gian này thì rất là mạo hiểm, vì chúng ta không đủ lực. Cháu e là... Cậu cứ yên tâm, mọi việc đã có tôi giải quyết. Cậu chỉ cần lên kế hoạch và xúc tiến mọi người sản xuất. Tình hình hiện tại của chúng ta không phải là chú không biết. Nếu không cẩn thận thì chúng ta sẽ rất dễ bị phá sản. Chuyện này tôi cũng đã tính toán rồi. Với khó khăn hiện tại thì đây là cơ hội duy nhất để chúng ta và GK nhất định là sẽ hồi sinh về đúng vị trí của nó. Em thấy chú Vũ nói rất là đúng. Trong tình hình hiện nay mà có người muốn làm ăn với chúng ta thì đây đúng là cơ hội có một không hai. Vậy tại sao chúng ta không nắm bắt cơ hội trời cho này? Hãy chứng tỏ sức mạnh của công ty GK. Được. Vậy chúng ta hãy đặt một ván cược thật lớn vào cơ hội lần này. Cô có vẻ sống không được tốt. Cô trông có vẻ xanh xao, phờ phạc, và người còn đầy mùi rượu nữa. Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại rẻ tiền đó. Chú tìm tôi có chuyện gì? Tôi đến mời cô đi ăn và muốn bàn với cô một việc. Chú đi tìm người khác đi, tôi không rảnh chơi đùa với chú đâu. Đây là chuyện làm ăn rất có lợi cho cô. Nó còn có thể giúp cô trả thù người đã làm cô bị tổn thương. Chuyện gì chú nói nhanh đi, tôi không có nhiều thời gian đâu. Được, vậy tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề chính. Tôi muốn ký hợp đồng làm ăn với cô. Cô thấy thế nào? Lại là hợp đồng. Ở đời này sao lắm kẻ thích đùa vậy không biết. Chú nói trọng tâm vào ý chính đi, dòng vo hoài mệt quá. Tôi muốn cô giúp tôi tiếp cận ông Trung, cổ đông công ty Sapphire. Để làm gì? Một chuyện làm ăn lớn, cô không cần phải biết. Chỉ làm theo những gì tôi nói là được rồi.
nghĩ chú là ai mà có thể sai khiến tôi làm chuyện này. Chú hơi bị tự tin quá đó. Dựa vào mối quan hệ của cô và ông Trí trước đây, tôi tin cô sẽ đồng ý hợp tác. Hơn nữa, phi vụ lần này cô sẽ không bị thiệt thòi gì. Cô sẽ có được những gì cô muốn. Tôi không rảnh mà dính vào chuyện làm ăn của các người. Thích thì đi kiếm con khác, chứ cô này không ham. Chẳng phải cô rất thích tiền sao? Hay là cô có mong muốn gì khác? Nói đi, tôi sẽ đáp ứng những gì trong khả năng có thể. Chú nghĩ những đồng tiền của chú có thể sai khiến được Thanh Ngọc này sao? Chú lầm rồi đó. Tôi sẽ không bao giờ làm chuyện này. Nói đúng hơn là tôi không muốn dính dáng gì đến chuyện của các người. Biến đi cho khuất mắt tôi. Chẳng phải cô rất căm ghét Bảo Anh sao? Nếu tôi giúp cô trả thù anh ta thì cô sẽ đồng ý chứ? Ông đừng xen vào chuyện của tôi và anh ấy. Ông hãy tránh xa tôi ra. Nếu không, tôi không biết mình sẽ làm gì ông đâu. Người ta phụ tình cô, hà cớ gì cô ngoan ngoãn theo anh ta như là con thú ngoan vậy? Hãy suy nghĩ lại đi. Sang lại đứng đây. Ủa, bộ ở đây có bạn cắm đầu xe cắm đứng hả? Anh... anh giỡn thôi mà. Mày nè. Sao? Đứng đâu tùy anh. Cho gửi. Bên này đi. Mày nào thấy kem này ngon không? Đúng là ngon hơn những chỗ khác á. Nè, tới đây chi vậy? Điện kem. Được không? Em, cho 2 ly kem. Dạ. Mình về thôi Khải Nam. Đi. Thôi, ta vô đi. Vô. Dạ. Uống hết nha không? Anh Trung à, hôm nay nhà hàng có món mới đãi anh Trung. Anh Trung có chịu không? Ừ.
Wow. Đi đi. Ngồi đi em. Em mời anh. Cảm ơn em. Anh như vậy là không được đâu. Nóng vội chỉ dễ làm hỏng chuyện thôi à. Được lắm. Xem ra là hôm nay có nhiều trò vui rồi. Để coi hôm nay em làm cách gì để cho anh vui đây. Anh Trung chỗ này ngon nha. Có em mừng mẫn. Được. Dạ, em mời anh. Nè, uống đi. Bữa nay có người đẹp cho nên phải uống cho đã. Mọi người cứ uống vô tư, tôi trả. Vô. Dạ, mời anh. Em uống với anh đi. Alo. Mọi chuyện diễn ra theo đúng kế hoạch. Bước tiếp theo tôi sẽ phải làm gì? Cô làm tốt lắm. Tôi xin lỗi vì đã bắt cô phải làm những việc như vậy. Không cần chú phải nói những lời thương hại giả tạo như vậy đâu. Chúng ta đang làm việc sòng phẳng với nhau. Chú được lợi, tôi cũng được lợi. Không ai nợ ai cái gì. Cô yên tâm đi. Tiền nong á, tôi sẽ chuyển đủ vào tài khoản cho cô. Ok. Chỉ cần chú chịu chi tiền, tôi sẽ không ngại bất cứ việc gì. Kế hoạch tiếp theo thế nào? Chú cứ nói đi. Rồi, tôi hiểu rồi. Có gì chúng ta liên lạc sao? Chào chú. Anh bất nhân thì đừng trách tôi bất nghĩa. Tôi sẽ trả lại anh những gì anh đã gây ra cho tôi. Anh yêu. Dậy đi anh. Dậy đi. Ủa? Cưng dậy rồi à? Nào, dậy đi nhanh lên. Em sẽ đưa anh đến chỗ này, đảm bảo anh sẽ thích mê luôn cho coi. Thôi được rồi, chiều làm người đẹp. Nhưng mà để anh vô tắm cái cho thoải mái cái đã ha. Mọi việc đang tiến hành theo đúng như chúng ta dự định. Cá đã cắn câu rồi. Dạ tôi hiểu rồi. Tôi sẽ thận trọng và giải quyết vấn đề nhanh nhất có thể.
Dạ tôi hiểu rồi, anh giữ gìn sức khỏe. Tôi nghĩ sắp tới công ty chúng ta cần có hướng đi mới để phá bỏ những cách thức lạc hậu. Không được. Truyền thống chính là thế mạnh từ lâu của công ty. Đó cũng là điều khách hàng tìm đến với chúng ta. Tại sao phải bỏ? Cô già rồi, có lẽ đầu óc cô không còn nhanh nhạy nữa. Làm ăn phải biết nắm bắt xu hướng mới của thị trường thì mới cạnh tranh với người khác được. Lúc nào cũng khư khư giữ cái cũ thì chẳng khác nào tự đào mồ chôn mình. Nhưng với cách làm hiện tại, khách hàng vẫn đến với chúng ta. Hơn nữa, đó chính là nét đặc trưng của Sapphire. Thay đổi thì chúng ta không còn nét độc đáo, khác lạ nữa. Đôi khi phải biết mạnh dạn từ bỏ điều gì đó để có được cơ hội tốt hơn. Làm kinh tế không nên hài lòng với những gì mình đã có, như vậy rất dễ bị đối thủ qua mặt. Tôi thấy chủ tịch nói cũng có lý. Phải biết đổi mới thì công ty mình mới có thể phát triển mạnh được chứ. Tôi kiên quyết phản đối vấn đề này. Nếu cô chịu khó ra ngoài thị trường tìm hiểu thì cô sẽ thấy thị trường bây giờ chỉ chạy theo những cái mới. Họ chỉ thích thú những gì mới mẻ. Tôi cũng vậy. Những cái cũ, lạc hậu, họ chán rồi. Nhưng vẫn có một lượng lớn khách hàng đến với chúng ta. Họ đã quen với các mẫu mã và cách làm việc của chúng ta. Họ thích sự truyền thống và khác biệt mà chúng ta đang sở hữu. Kinh doanh là phải có lợi nhuận. Lợi nhuận càng nhiều thì chứng tỏ khả năng kinh doanh của công ty đó. Tôi chỉ quan tâm đến lợi nhuận, những việc khác tôi không quan tâm. Tôi ủng hộ với suy nghĩ của chủ tịch. Làm ăn thì phải nói đến doanh thu và lợi nhuận. Không có tiền thì chỉ có nước giải thể công ty thôi. Mọi người cứ tiếp tục suy nghĩ. Chúng ta kết thúc cuộc họp ở đây. Cô nên về giường nghỉ ngơi đi. Chạy theo lớp trẻ không kịp đâu. Sớm muộn gì cô cũng bị đào thải thôi. Cậu dám? Mời chị ngồi. Chào cậu. Lâu rồi không gặp. Trông chị vẫn trẻ đẹp như ngày nào. Cậu nói đi, hôm nay gặp tôi có chuyện gì? Hôm nay ra đây chỉ muốn hỏi thăm tình hình hiện tại của chị thôi mà. Cậu vẫn như ngày nào. Cách nói chuyện lu rào trước đoán sau. Tôi hiểu cậu quá mà. Đi thẳng vào vấn đề đi, đỡ mất nhiều thời gian. Đúng là không qua nổi mắt chị. Tôi chỉ tò mò muốn biết tình hình công ty Sapphire sau khi bầu lại chủ tịch mới như thế nào thôi. Chuyện ở công ty Sapphire không liên quan đến cậu. Phải chăng cậu có âm mưu gì với công ty của chúng tôi? Chỉ là nghe một vài thông tin không hay về chủ tịch mới bên Sapphire nên tôi cảm thấy ấm ức thay chị. Dù gì cũng là chỗ quen biết trước đây với chị nên tôi mới quan tâm. Tôi đúng là có mắt như mù. Tôi cứ nghĩ cậu ta tuổi trẻ tài cao, gánh vác được chuyện điều hành một công ty lớn. Thật không ngờ cậu ta đúng là một con cáo già. Vừa ngồi vào ghế chủ tịch đã dở thói dắt chanh bỏ vỏ, không coi ai ra gì. Chuyện này tôi đã nhìn thấy trước rồi. Tôi quá hiểu rõ giả tâm của cậu ta. Cố gắng bằng mọi cách thể hiện tốt để leo lên chức chủ tịch, sau đó sẽ thanh trừ, thay máu và chiếm hoàn toàn Sapphire. Mọi chuyện đã như thế này, tôi cũng không còn cách nào khác. Chẳng lẽ chị muốn công ty Sapphire lùi bại dưới tay báo anh sao? Chị cam tâm nhìn cậu ta chi phối toàn bộ à? Cậu nói vậy là có ý gì? Tôi muốn giúp chị loại trừ cậu ta. Chị thấy thế nào? Bằng cách nào? Chỉ cần chị nhượng lại số cổ phần cho tôi, tôi sẽ giúp chị đá cậu ta ra khỏi công ty. Cậu làm vậy chẳng khác nào tôi đây mất trắng hả? Tôi hứa sẽ không để chị thiệt thòi. Chỉ cần công ty Sapphire không rơi vào tay bảo anh thì chị cũng sẽ không mất Sapphire. Cậu nghĩ tôi ngu ngốc đến vậy sao? Chị từng là bạn tâm giao của anh Trí và anh Nhân. Chẳng lẽ chị muốn công ty Sapphire bị đảo lộn bởi đứa miệng còn hôi sữa à? Cậu lấy gì để tôi tin tưởng cậu? Quên chuyện này đi.
Chào chú Trung. Chuyện gì? Dạo này việc gặp gỡ khách hàng như thế nào? Sao tôi không thấy chú gửi báo cáo? Trước giờ tôi làm việc không có nghĩa vụ phải báo cáo như người khác. Trước kia không có thì bây giờ có. Lần sau làm gì chú phải gửi báo cáo đầy đủ cho tôi. Tôi cần phải nắm rõ mọi hoạt động của công ty. Cái gì? Tại sao tôi phải làm vậy? Tôi cũng là một cổ đông lớn, tôi cũng phải có quyền hạn của mình chứ. Nếu mà chú chỉ muốn ở không để hưởng lợi thì chú cứ tự nhiên. Đến lúc quyền lợi không bằng người khác thì chú đừng có trách. Cậu đang thách thức tôi sao? Tôi chỉ đang làm những gì theo đúng nguyên tắc thôi. Nếu chú không thích thì chú có thể rút lui khỏi công ty. Cậu... Tôi còn nhiều việc phải làm lắm, không mất thời gian với chú nữa. Tôi nghĩ chú nên vui vẻ hợp tác, như vậy sẽ có lợi cho chú hơn. Tôi dám ra lệnh cho mình, đúng là không thể chịu được mà. Chào anh. Ủa, tưởng ai? Quá ra là em à. Sao em lại biết anh ở đây mà tìm? Anh ở đâu mà em chẳng biết chứ. Đàn ông á, lúc nào cũng nằm trong lòng bàn tay của em hết á. Coi bộ khẩu khí của cưng cũng không phải vừa. Rất đáo để, nhưng cực kỳ quyến rũ. Hôm nay á, em đến đây là muốn có chuyện nhờ anh. Vậy hả? Chỉ cần cưng chiều anh một chút, cưng muốn gì cũng được. Anh cứ mở ra xem đi. Quà bất ngờ dành cho anh đó. Vậy à? Cô điên rồi à? Tại sao cô lại có những tấm hình này? Anh cứ xé đi, em vẫn còn nhiều lắm á. Nếu thích, em có thể gửi tận tay đến vợ con của anh luôn. Chuyện này á, mà tới tay vợ của anh, không biết sẽ như thế nào ha. Rốt cuộc là cô muốn gì đây? Nè, nếu anh ký tên vào tờ giấy này thì coi như mọi chuyện êm xuôi và sẽ không có chuyện gì xảy ra. Cô điên à? Cô muốn tôi nhượng lại hết toàn bộ cổ phần của tôi trong công ty Sapphire cho cô sao? Tôi không đồng ý. Tùy anh thôi. Một là cầm số tiền bán được từ 20% cổ phần rồi đầu tư một nơi khác. Còn hai là những tấm hình và file video mát mẻ này sẽ tới tay vợ anh. Anh chọn đi. Một là trắng tay, hai là an toàn kiếm tiền ở một nơi khác. Quá ra là ngay từ đầu cô cố ý tiếp cận tôi là để lừa tôi phải không? Đúng là một con cáo già đê tiện. Có trách á là trách anh không đứng đắn. Ham của lạ làm chi. Vậy bây giờ anh quyết định thế nào? Ký hay là không?
Anh đang theo dõi tôi hả? Đâu có đâu. Anh đâu có làm gì Mena đâu. Anh tới đây ăn. À Mena, quán mình có món gì ngon em đem hết ra đây đi. Tôi không bán cho anh đó. Cái quán nhỏ xíu làm gì có món ngon mà bán, đúng không? Cái gì? Anh dám chê những món cho tôi nấu hả? Có giỏi tự nấu rồi tự ăn đi. Cậu dám thi đấu ăn với tôi không? Có ai tài giỏi hơn? Được, nhưng với một điều kiện. Nếu mà anh thua thì từ nay anh không được đeo bám theo tụi tôi nữa, chịu không? Ok, cậu thua là cái chắc. Mời vào. Tôi có chuyện muốn nói với cậu. Cô ngồi xuống đi. Tôi muốn nói về cách điều hành cải tổ của công ty. Tôi mong vấn đề này cậu hãy suy nghĩ lại. Chẳng phải chuyện này tôi đã nói rõ ràng trong cuộc họp công ty rồi sao? Tôi biết, nhưng tôi muốn cậu hãy thay đổi quyết định. Nếu là chuyện này thì tôi không còn gì để nói. Tôi đã quyết định rồi, mong cô hãy hợp tác. Công ty này là do ba cậu và toàn thể nhân viên xây dựng lên. Nó là tâm huyết cả cuộc đời của ba cậu. Không lẽ cậu muốn hủy hoại nó sao? Tôi cũng là người kinh doanh, công ty này cũng có phần của tôi. Tôi phải nghĩ đến sự tồn tại của nó chứ. Những việc tôi làm đều là muốn tốt cho Sapphire. Tôi muốn công ty phát triển mạnh hơn nữa. Những việc này tôi đều tính toán kỹ lưỡng rồi mới đưa ra quyết định. Nhưng cách cậu làm là sai với tâm niệm của ba cậu. Cậu làm việc không thấu tình đạt lý. Cậu rũ bỏ công sức của mọi người một cách tàn nhẫn như vậy là không được. Trong kinh doanh không nên để tình cảm dính vào. Có tàn nhẫn thì mới có thành công. Đây là phương thức làm việc của tôi. Nếu cô còn nghĩ đến những ngày sát cánh xây dựng công ty cùng với ba tôi thì cô nên ủng hộ tôi mới phải. Nếu tôi kiên quyết phản đối thì sao? Cô nghĩ cô thắng được tôi sao? Tôi thấy tốt nhất là cô nên nghỉ ngơi ở nhà dưỡng già. Cậu, chuyện kinh doanh của công ty hãy để cho lớp trẻ lo. Cô thấy sao? Cậu đừng nghĩ rằng một tay có thể che được trời. Rồi cậu sẽ phải hối hận về sự ngạo mạn của cậu ngày hôm nay. Muốn đấu với bảo anh này không dễ đâu. Để xem ai sẽ là người hối hận. Alo. Được, đúng lúc tôi cũng đang muốn gặp cậu đây. Rồi tôi sẽ cho cậu thấy những lời nói sắc sược của cậu ngày hôm nay. Anh đã nghe chuyện gì xảy ra cho công ty Sapphire chưa? Chuyện gì? Theo nhiều nguồn tin đã được xác thực thì Bảo Anh vừa được lên chức và đã tiến hành thay máu, đổi mới toàn bộ cơ cấu trong công ty. Đúng là dắt chanh bỏ vỏ không thương tiếc đó. Có chuyện như vậy sao? Nghe đầu anh ta muốn đổi mới hình ảnh và cải tổ tất cả hoạt động trong công ty. Đúng là vua nào thì luật đó. Bảo Anh là một người rất thông minh, quyết đoán và rõ ràng trong công việc. Tuy không ưa gì anh ta, nhưng thú thực Bảo Anh là một người rất có đầu óc kinh doanh. Dù giỏi đến đâu đi chăng nữa thì đó cũng là một con người vô tình vô nghĩa. Một người như vậy không đáng để cho mình coi trọng. Có lẽ công ty Sapphire cũng đang gặp khó khăn như chúng ta, nên Bảo Anh mới quyết định cải tổ để giảm bớt chi phí nhằm nhanh chóng lấy lại vị trí trên thị trường trang sức đá quý. Tại sao anh lại bao biện cho một kẻ vô lương tâm và xảo quyệt như anh ta? Em thì không hiểu. Anh chỉ nói theo khía cạnh kinh doanh thôi. Không phải ai cũng có cái đầu quyết đoán và dũng dàng như Bảo Anh đâu. Tuy là anh cũng không đồng tình cách làm đó, nhưng phải nói là anh ta là một đối thủ rất đáng gờm. Anh đúng là quá hiền lành, chỉ biết đứng để khen đối thủ thôi. Chúng ta có công việc của chúng ta,
Chỉ cần làm tốt công việc của mình là được rồi. Hơn nữa, đó là kinh doanh của gia đình Ngọc Lan. Nếu như kinh doanh tốt thì đó cũng là điều đáng mừng. Anh thì không muốn thấy Ngọc Lan buồn. Anh đúng là một kẻ si tình, lúc nào cũng nghĩ đến chị Ngọc Lan. Sao không nghĩ đến em một chút, dù là chỉ một lần? Em lẩm bẩm cái gì vậy? Dạ đâu, đâu có gì đâu. Em đâu có nói gì đâu. Nè, mấy mẫu này em thấy thế nào? Theo cá nhân của em thì nó cũng không tồi, nhưng mà cũng không có gì đặc biệt cho lắm. Em thấy thiếu thiếu cái gì á? Em cũng nghĩ như vậy sao?